Phật tử chúng con còn mê lầm ngu muội, nhờ tấm gương của thầy mà thức tỉnh ngộ ra. Thầy đã tỉnh tu theo hạnh đầu đà, không cần chuông mò mà đoán lìa tam đồng. Ngược dòng thời gian để tìm về lịch sử, từ khi Thế Tôn đã nhập Niết Bàn cho đến tận thời nay, tu hạnh đầu đà mãi một giới thời gian, đa phần Phật tử chưa hiểu nhiều chánh pháp Như Lai. Trong thời mạt pháp hiện nay, thật chẳng bao nhiêu còn giả kỳ nhiều, đã gây xôn xao trong lòng Phật tử. Nhờ gương chiếu yêu của thầy Minh Đệ, Phật tử ngộ ra công danh, mạt pháp hạ ngưỡng bao chuyện đau lòng. Giờ con ngộ ra thấy lòng mình chua xót, chúng con nhờ ơn của thầy Minh Tuệ dìu dắt chúng con đúng lối. Cuộc đời không còn đau khổ, tu hạnh đầu đà là hết giả từ bi. Gương thầy tỏa sáng khắp nẻo gần xa, Phật tử chúng con giác ngộ rất cô sông mê. Lìa bỏ sân si và cả lòng tham, ra sức tập tu giải thoát luân hồi, trọn đời chấp ngộ ra. Nếu đã biết tu là phải xưa học hành từ bi để yêu quý muôn loài, hồi đủ nhân duyên chúng con được chuyển kiếp làm người học đạo Thế Tôn.
dài khắp thật qua ngày. Từ bắn vào nam trên muôn dặm đường dài, khi tiếp chuyện với ai thầy vô cùng khiêm tốn, không xưng là thầy mà tự tôn xưng con. Thầy cũng không bàn giật là sẵn lòng tha thứ, bị đánh vẫn cười không quá ngần sân say. Phật tử chúng con vô cùng thán phục, thầy là bậc chân tu đạo đức nhân từ. Tâm